Đâu? Cái này để đâu? Trong đá hả? Bỏ ngàn đá con. Này luôn. Cái tôm khô bỏ ngàn đá luôn đi. Thôi bỏ dưới đi. Cái tôm khô bỏ dưới. Còn cái kia bỏ ngàn đá. Anh đi đâu? Tao tính qua đi chơi vài bữa, hai bữa, ba, hai ba bữa nữa tao đi nè. Mua vé rồi. Thì từ chỗ Cali, từ San Francisco thì qua em xa không? Ồ, mà xa lắm, khoảng 6 tiếng bay á. Trời, 6 tiếng bay rồi hả? Trời ơi mày. Trời là trời. Xa. Con nhỏ con gái nó lấy chồng rồi, bởi nó bắt tao đi qua. Thì ra tao phải qua. Mua vé rồi. Cho nên anh ra anh đi. Thôi được rồi, có gì anh qua bữa anh báo cho mày biết, nếu tiện qua bên chơi hoặc là không tao tụi nó dẫn tôi đi chơi thì tao qua bên phơi ra chơi cũng được. Ừ, có qua em thì báo trước. Ừ rồi báo trước rồi Ngày mới vậy mới thôi. mới nhận quà ở Việt Nam hả? Mới thì khui xong sao, mới nhận quà Việt Nam gửi qua nè. Trời ơi, trà Thái Nguyên uống nó đậm đà ngon quá này, nước xanh lè Ừ, ngon lắm. Nói thấy chung là trà Thái Nguyên, tôm khô với lại khô cá sặc, thôi ba món đó là mình đã hết chê rồi. Mà ra đây thứ ở đây không có, ở đây không có cần gì, cần mấy món đó thôi. Còn thịt thà cá gỏi thì không cần, còn muốn ăn thì về Việt Nam ăn gà gà đi bộ, chứ còn ở đây thịt đồ. Với lại mình tao thì nhà hàng mà chỗ này bị chỗ đó nhà gói nhà hàng, bị chỗ đó mấy cái thứ đó tao không có khoái, tao chỉ khoái tôm khô khô cá sặc và cà thôi, ngoài ra ba món đó tao không khoái gì hết. Cái trà đó nhìn thấy nước Rồi màu xanh ngon á. trà, lúc trà Thái Nguyên mà, trà Thái Nguyên em, trà Thái Nguyên chánh gốc luôn. À, hay quá, nó làm cái bao bì rất là đẹp, hút chân không đẹp lắm, trà Thái Nguyên. Em biết mà. Ừ trà Thái Nguyên đã vậy thôi là đã được một đĩa rồi, vậy là cũng mừng rồi. Ừ. Nếu mà qua được đó, nếu qua được bên Tam Ba thì ta chơi Định đi phơi ra chứ. cũng có Định hả. đi phơi ra chơi không? À, tại vì con nhỏ cháu, con trang cháu tao nó ở bên Florida, nó làm tiệm nail bển, nó cũng mở tiệm nail bển, thì nó chạy, nó nghe tin tao qua, nó qua trước rồi, nó qua bên 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 Cali trước rồi nó đó. Ở phơi ra là ở À, đâu? không biết nữa, tao cũng đâu có biết đâu, từ xưa giờ tao không có đi chơi, tao không có đi bên trong nước Mỹ, tao chỉ ở một chỗ thôi. À, rồi bữa nay thì nhỏ gái lấy chồng bên, nhỏ gái lấy chồng mấy năm nay ở bên bên Cali, mà nó kêu tao qua, tao không chịu qua, kỳ này nó năn nỉ quá rồi, sao bây giờ phải qua. Em cũng coi như mới đi Cali một tháng đây chứ mấy. Yeah, hả? À, Ờ, ok. quên chứ. Cũng mấy tháng rồi quên. Ủa, Định nếu mà Tết, ủa, Tết này. ủa, ủa, hôm trước là em đi, em gặp Trịnh Quốc Thiên ở đâu vậy? Ở vợ sinh nhà. Việc chia nhà hả? À, tại vì Ờ. em ở DC á, ở DC rồi anh em gặp nhau, hẹn nhau ở về nhà để ăn uống ở về nhà chơi chơi đêm À. anh. Thì từ 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 DC Washington DC chạy qua đó 20 phút à. Thì ăn uống ở Eden, khu Eden đó. Ừ, Ờ, thì có tao cũng đang khoái ăn luôn. hai lần ngồi Ừ, thôi được rồi, với ok. ngồi Thiên ở ngay chỗ đó. Ờ, anh giờ ở Washington DC mà. Nhưng mà chạy qua về nhà chỗ Eden có 20 phút mà anh. Trời ơi, vậy gần quá Dạ, có 20 phút mà ha. Tại cái tên á, cái tên địa danh mình là mình tưởng tượng nó xa, nhưng mà chắc nó gần. thì qua em cũng ở khách sạn ở Washington DC nhưng mà chạy qua bên đó ăn đồ Việt Nam mà ở khu Eden đó. Thì À, mấy cái bang ở ok. phía Bắc đó cũng gần gần nhau không ạ. À, Định nếu mà Tết rồi không về Việt Nam được thì chắc đi Cali chơi. Tết rồi, Tết này chắc chắn là về không được rồi, Rồi. tại vì nó chưa có bình thường ở giá cái vé mà các đại lý mà nó phân phối để nó bán, mà bình thường như cũng như cũ thì chưa. Tao quen nhỏ này nó bán vé máy bay rất lâu năm rồi, nhưng mà nó kêu chưa, chỉ có bây giờ nó bán chủ yếu là bán cho người Việt Nam ở, người Mỹ ở Việt Nam mà trở về Mỹ thì nó bán, mà nghe nó mắc lắm rồi ơi. Từ một vé ở đây đi về Việt Nam bây giờ cũng có nữa chứ mà là không, nhưng mà nó mắc lắm, 3.000 mấy, 3.400, 3.500 một vé, 10 vé cứ rồi. Còn từ ở Việt Nam mà qua thì hình như có 1.000 vé.
Đi qua Mỹ thì dễ, còn đi về cũng mắc lắm, với lại về cách ly lắm, nó đâu có đi được. Đúng rồi, bây giờ nó chưa có bình thường cho nên ra nó cũng không Nhà em mà có. đi mà tính đi, nhà em đi là 6 người, mà nếu mà đi kiểu đó sao đi nổi, đi được mà chết. Đi đã về còn cách ly nữa chứ đâu phải là không cách ly đâu. Vậy Mặc dù có hộ chiếu vaccine ba mũi, ta là ba mũi rồi đó, dạ. ta là ba mũi rồi đó, nói chung gia đình chết hết rồi đó, nhưng mà về bệnh cũng phải cách ly bắt buộc ngay, nghe cái thông tư xác định là coi như là bất cứ ai, bất kể kể cả chấp nhận vaccine hộ chiếu luôn cũng phải cách ly 1 tuần. Dạ thì đúng rồi, bởi vậy nó Đúng rồi, ở Việt Nam vậy á, sao còn Mỹ thì từ ở Mỹ thì không cách ly nha. Mỹ thì đâu có gì đâu, vô Mỹ bình thường mà, Vâng. vô Mỹ bình thường đâu có gì. Nên vậy đâu có đi được, em nghĩ cầu phải chắc hết sang năm cái tình hình này. Không, mà không có đâu, anh nghĩ tới mùa hè thôi, mùa hè là đi được rồi. Theo tôi tiên đoán, theo tôi là dự trù là mùa hè đi rồi. Qua ăn à, Tết thì không đi được rồi đó, nhưng mà mùa hè là có hy vọng đi về. Dứt khoát mà nó bán vé bình thường là tao dọt ly về liền mà, tại vì biết bao nhiêu mà món ăn chờ tao ở Việt Nam, tao thứ ham ăn ngoài đường mà ham ăn theo kiểu Việt Nam chứ không phải ăn theo kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ tao chát chết mẹ, ngày hôm qua lễ đồ tao trốn ở nhà không à, đồ tao đi mua mua cá mà cái của cá này của Á Châu xuất khẩu qua, mà cái gì ta, cá chim, mày biết cá chim không? Con cá chim Nè. là con cá mình chiên lên mình ăn mà nó cái xương nó mềm lắm á, cá ngọt thịt. Tao mua 1 thùng rồi phát lên về nhà, ngày mai mấy đứa nhỏ gái tao tổ chức trên kia nó kêu tao qua, tao nói thôi tao không qua đâu, tao sợ lắm, đồ nó lây bệnh mất ông bệnh lắm, tao uổng công tao chết 3 buổi rồi. Được, tao ở nhà tao với bả ngồi đồ chiên cá với nướng cá ăn thôi, tao không dám đi đâu hết Hôm qua trơn. Mày hôm qua có đi đâu không? em làm 2 con vịt quay, 2 vịt nướng chứ quên, em nướng bằng lửa than á, ngon. Trời ơi, nướng lửa than mới đã, Vịt mà sao nó kỳ vậy? vịt mà Nhà mình có oven mà nướng cái oven nó khô queo, nó kỳ, nó mất nước không, sao tại ơi. vì cái gì cũng vậy, anh nướng bằng lửa than nó có cái mùi, nó có cái mùi than nó ngon hơn. Ừ, nướng cái oven này sao nó kỳ, nó khô queo, nó kỳ cục lắm, Em làm nó chán lắm. em ướp chao á anh, ướp chao rồi nướng Đó gì nữa, ngon, ướp hai trời vị luôn ơi, á, ngon quá chị. dịch mà ướp chao nướng thì thôi bá cháy rồi nha, Ngon thôi được mà rồi phải, mấy. đúng là mấy mấy lần trước em nướng mà ở Uyên nó, hoặc là nướng mình ghe ông nó mới ngon, đúng là nướng than, nhưng mà nướng than cũng cũng phải kinh nghiệm lắm á, tại vì á cái công việc Không, ở đây nó khác, nó cháy á, đúng đúng than đúng bên này là đúng cái than bên này nó không có giống như than thường Việt Nam mình, than là than đá, dạ than đá nó trộn với lại bờ với lại gì đất đá gì đó cho không, nóng kinh khủng luôn, tao biết mà, dạ tao biết à, mà để cái nồi lên hả, mà quên đổ nước vô mà dở ra cái nồi lủng luôn á, nó dạ dạ nó cháy nóng cay cỡ lắm, nên đó, bởi vì cái mỡ, nó nóng tàn bạo luôn rồi. cái mỡ con vịt nó Ừ. xuống, nó xèo xèo nó bốc lên, nó dễ bị cháy Rồi, đúng rồi. lắm. Thôi, nhưng mà thiệt mày nó không có làm gì ngon bằng nướng than kiểu Việt Nam mình hết trơn. Hôm trước tao đi về chợ Thủ Đức tao thấy nó nướng cá lóc mình. Nó dở cái chỗ nó nướng than thiệt, nhưng mà nó quấn giấy bạc là tao chê, là tao không Chính tao nói xác, thôi không ăn này. chính xác, Ừ. nướng là phải để cho nó táp vô, chứ còn quấn giấy bạc Ừ. thì nó Nó quấn giấy bạc hiểu không, rồi mà nướng đâu có ngon lành quấn vậy. giấy bạc thì giống Ừ. như hấp, nướng là phải để trần trần vậy đó, chứ ai mà bỏ giấy bạc là sai rồi, Bởi vậy tất nó cả quấn giấy các bạc đồ ngoài chợ nướng Thủ mà Đức đều á, quấn ở giấy chợ Thủ bạc là Đức á sai vậy hết. vậy vậy mà ở nó bán cả thằng 100 một ngày, nó bán mấy trăm con á mày. Bữa mà có ở Việt Nam có nhiều cái chuyện nó mình nghe mình nó buồn cười lắm mà. Em coi cái thằng Hoàng Nam á, cái thằng mà cái thằng 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 YouTuber Hoàng Nam đó anh, trên Ừ. cái gì đó nó Biết cái à, Challenge à, me đó á hả? đó. Ô, mà nó review, anh có tin không, nó review ở bên, ở Sài Gòn, ở bên quận quận 7 hay ở quận nào á, mà nó có một cái bà bán cơm tấm, mà bà bán ngay cạnh cái bãi rác, mà cái tại sao lại lại có cái từ là cơm tấm bãi rác, tại vì cái đó là đằng trước cái chợ, mà cái chợ sau khi buổi chiều đó anh, người ta gom rác thành một đống, thì bà ngồi À, gần, cái ụ rác. bà Ừ. gần ngồi gần bên đó bà bán cơm tấm, mà anh có tin không, một cái bà, một cái bày hàng cơm tấm một ngày bán mấy chục triệu, anh tin không, Sao kỳ vậy ha? để em nói hết. Nó mới hỏi bà nó ăn á, anh biết ở Sài Gòn nó có nhiều cái lạ lắm,
90.000 một dĩa. 90.000 một dĩa nha. Mà thằng Hoàng Nam nó review á, nó mới hỏi bả hai vợ chồng, nó hỏi ông ngày bán nhiêu dĩa. Ông nói ngày khoảng 400 dĩa. Trời ơi. Mà anh bây giờ anh lấy tròn đi, anh lấy tròn là 100.000 một dĩa đi. Là một ngày bán 40 triệu. Mà em bán cơm tấm một tháng 1 tỷ mấy anh nha. Không, cái thằng đó anh biết đó, anh vừa mà anh thích nó review trên cái mạng giống như miền Tây Bắc thì đó. đúng rồi nó thằng đó cái subscribe nó cũng cao lắm á, nhiều người theo dõi Hoàng Nam á, Challenge Me á thì nó nói thích tôi mà. Anh cứ nghĩ đi, đâu có ai tưởng tượng nổi bán cơm tấm lề đường mà một tháng kiếm 1 tỷ mấy. Thì bởi vậy có nhiều cái mình không thể không hiểu ra, nhưng mà có điều mà ở Việt Nam nó có những cái như vậy đó, nó có những cái phức tạp. Nói chung một cách như này, có gì khi anh cố gắng anh tạo ra cho anh một cái gì đó, anh làm ăn bất cứ cái gì mà anh cảm thấy mà anh ngon hoặc là anh trí thú, thì tự nhiên anh không thể nào anh đoán được. Cái vấn đề là như vậy, ở ngoài đề đường gần bãi rác mà bán cái giá bằng giá nhà hàng, không thuế, không thuế, đúng rồi. Thì anh đã nói từ lâu rồi mà, cái người Việt Nam á, có một cái bạn ta mới nói đó, tôi sinh ra và hôm nay tôi 52 tuổi, từ nhỏ lớn tôi không biết đóng thuế là cái gì, mà bả là cửa hàng trưởng á nha, bả là cửa hàng có không mà nhà bán mình hàng, ý mình nói là nó có một cái chuyện, cái kiểu người Sài Gòn á, họ có những cái rất là lạ, thí dụ như là một cái dĩa cơm tấm vậy ở ngoài lề đường mà bán 80.000 là anh thấy $4 rồi, đâu phải là rẻ anh. Vậy cũng có người ăn. Không, nhưng mà đông lắm anh. Muốn nói là, nhưng mà bà có kỹ thuật nấu, có nghĩa là cái cơm tấm bà phải ngon. Dạ, tất nhiên là ngon, rồi. Với cái giá đó, thí dụ như vậy, thí dụ như những cái quán đó thì ta sẽ bằng hai tô phở mày, bằng hai tô phở rồi. Thì mắc chứ, bằng hai tô phở. Bằng hai tô phở. Mà cái ngộ là người ta tới, người ta sắp hàng, người ta mua. Người ta mua, người ta rồi người ta cũng ngồi đó, người ta ăn, có một số thì mua đem về. Có một cái món này nữa là rất là lạ, mà người ta cũng xếp hàng rồng rắn luôn. Là cái món này là món của người Trung, người Đà Nẵng hay là Nha Trang vậy đó. Tức là bánh mì, cá kho, con cá nục á, nó kho nhừ ra. Em biết rồi. Xong con có... Mà nghe nói cái món bánh mì với cá nục kho đó, đủ mấy người ta sắp hàng cũng rằng rồng rắn quá. Quá chiêu gì đó. Ý em nói ở đây á, ở Việt Nam á, ở Sài Gòn hoặc là ở các tỉnh nó có những cái người mà buôn bán ngồi lề đường, anh đừng có tưởng bở nha. Đừng có tưởng bở nha. Đúng rồi. Ôi mà thấy gì cho họ giàu lắm á. Nghĩ họ nghèo quá, còn lâu á. Giàu lắm á. Đó mày mới kể đó. Đó. Vì một tháng là bán thành ra 1.2 tỷ á. Đủ. Thành 1.2 tỷ rồi nữa. Bây giờ mình lấy tròn là 1 tỷ đi. 1 tỷ thì bả lời cũng phải 600-700 triệu. 800 triệu bả đâu có thuê, đâu có mướn, đâu có thuế, đâu có má. Đúng rồi. Không có đóng thuế gì chứ. Không thuê mướn luôn. Không thuê mặt bằng luôn. Mà mình nghe mình cũng rất là lạ. Mà cái tên, nghe cái tên là kỳ. Không, mà cái chuyện đó ý em nói anh hiểu rồi, cái đó là đầy dãy ở Việt Nam rất là nhiều, ta thấy quận nào cũng vậy. Thứ hai nữa là mày coi mấy cái thằng Phạm Dũng, cũng là thằng Phạm Dũng nha, nó cũng đi review quán ăn. Cái thằng đó có một cái con nhỏ đi theo nó là chuyên bông đi ăn, tức là nó ăn để nó review đó. Nhưng mà từ hang cùng ngõ hẻm à, từ quận nhất cho đến quận 5, quận 10, quận nào chỗ nào nó cũng đi chơi nó review mà chỗ đọc lạ nha, đọc lạ. Trời đất ơi, toàn là bán toàn tiền tỷ không đó mày ơi. Đủ mấy kỳ lạ đó. Rồi, mình có kênh Phạm Dũng. Em biết có nhiều cái kênh review cái chuyện ăn uống á, mà nhưng mà mình thấy có những cái ở Việt Nam á thì cái văn hóa lề đường mua bán thì nó tồn tại từ bao lâu nay người ta quen rồi anh. Với lại cái dân Sài Gòn mình anh để ý coi hay đi ăn vặt. Hay đi ăn. Cái quán cơm tấm này á, nó bán bạc. Nó đâu có bán cả ngày đâu anh, nó bán từ chiều cho đến khuya. Chứ đâu phải là nó bán nửa ngày thôi. Tao biết cái thằng đó, cái thằng Phạm Dũng nó mới review một cái chỗ rồi mà tao thất cười quá. Có nghĩa là có một con nhỏ nó chuyên môn bán cà tím mà nướng mỡ hành.
mà mày biết ráng một ngày một có nửa ngày thôi, buổi chiều khoảng 3 giờ bắt đầu ra bán, tới 9 giờ nó nghỉ rồi. 300 kg mày nghĩ coi đủ mắt ủa mẹ chắc nó giàu một ngày á, đủ mắt. Mà cái món rất là lạ lùng là cái món hành tím á, gì cái cà tím á, dê, mà cà giấy dê. Mà à đúng rồi cà giấy dê cái là nó chiên, nó thuê người ta phải đi 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 ấy 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 nó nướng để dài dài hàng mà nó dài để mà lấy thuê thêm ta bước để ta lột vỏ bớt á, khi mà nướng ra thành phẩm rồi là bán người ta đó, đủ mà ông đâu có kịp ơi. luôn. Cái món cà giấy dê mỡ hành là nó đã đi vào quán nhậu rồi, nó là món nhậu đó anh. Hồi xưa tụi em Trời ơi, tao biết đâu, nó bán ngoài lề đường. thì biết, nhưng mà Nó bán. ghê vậy, một ngày mà bán mấy trăm ký. Đúng rồi. Trời ơi. Mà nó bán trước cái quán nhậu. à. dễ ăn quá. Tao thấy cái gì nó dễ ăn hết trơn mày làm cái gì. À, em biết Không. không, anh biết không, ở hồi xưa em ở Sài Gòn á, ngay cái đường Kỳ Đồng á, có một cái bà bán xôi. Bán xôi á mà cho con đi du học á anh tin không? Bán xôi mà cho con đi du học. Thì bởi Anh vậy biết á, cái hàng xôi của bà bán từ bà bán khoảng chừng 3 tiếng thôi nha, 3 tiếng ngồi thôi. Sáng sớm khoảng 6 giờ cho đến khoảng 9 giờ là xong. Coi như mà cái xe bán xôi của bả là bốn người làm múc liên tục, mà hồi đó bả cái đài truyền hình đó tới nó phỏng vấn nước bả chầm ba nước sâu thêm phải không? anh biết đài truyền hình tới phỏng vấn của bả bán xôi mà cho con đi du học ra anh. Mà Con châm nước vô, nếu con không mà hết á, con châm vô nó sẽ nó còn ở trà này, nước trà gốc, trà cốt này được không? Em biết mấy cái người đó họ họ bán cũng mình thấy cũng sướng, bán mấy tiếng hồ à, mà không thuế không má, không có tốn gì hết. Không thuế không má mà lấy tiền mặt, trời ơi đã. Mà nói chung là ở Việt Nam mình nó có nhiều cái nghề rất là buồn cười, mình không có thể nào mình nói được, mà mình nghĩ là họ nghèo, không họ không nghèo đâu, họ mua thứ gì cũng được, nhà có xe hơi đàng hoàng được, dẫn mặt thế đó. Rồi thôi mình không có bàn cãi mấy chuyện đó, bởi vì những người chỉ có những người mà không chịu lao động, không có chịu cầu tiến, là không chịu cực chút xíu, có chịu cực tức như là con nhỏ này nó kể là 3-4 giờ sáng á, nó chạy xuống ở chỗ gì ta, chợ đầu mối tức là nhà nó tự chạy chợ đầu mối, rồi nó mới lấy nó lựa cà nó đem về 3-4-5 kg gì đó là hái về, rồi bắt đầu nó soạn sẵn rồi, nó rửa sạch đồng ngoài rồi bếp nút chuẩn bị, thì khoảng 3 giờ chiều nó ra, 3 giờ chiều nó bán chỉ 9 giờ thôi là qua 5-6 tiếng đồng hồ thôi, mà học ba 200-300 kg cà, mình nghĩ coi kinh khủng không. Mà cái món nó dễ làm Chỉ có chữ rất dễ rồi, mà đâu có thể tốn gì đâu, trời cà có sẵn rồi bỏ lên nướng thôi, nướng mỡ hành vậy thôi, không có đơn nướng giản mỡ thôi hành với lại tí nước mắm. vậy thôi, cứ không có cầu kỳ, không có phải này kia chặt, hay là giống như kiểu bán hải sản hay là bán đồ ăn ở trong món nhậu kia, còn phải chặt rồi còn phải làm rồi nêm còn nếm còn xào còn nấu, cái này miễn đủ bỏ lên đủ cà nước cái gì bỏ lên thôi nướng rồi. Biết sao không, dơ cỡ nào được xình bùn cái được, nó lột vỏ nó bỏ mà mày hiểu không, Có một lần sau khi là nướng cháy lột vỏ nó bỏ mà, chứ đây nó không cần đồ khổ sướng thấy mẹ luôn. Bây giờ có một lần em ra Hà Nội á, em ở ngay phố cổ á, mà ăn ăn tô phở ngoài lề đường á anh, ăn ngoài lề đường á, tô phở hồi đó là 50.000 là mắc lắm, ở ngồi lề đường nhưng mà mắc anh, nó lại mắc mắc hơn vô nhà hàng là mới ngộ. kỳ À, trong khi chứ ngộ em ra lắm khỏi phố cổ em vô nhà hàng em ăn phở, tiệm đẹp lắm mà người phục vụ đồ đàng hoàng, em mới thắc mắc em hỏi ủa tại sao có 40.000 à, mà trong khi vô phố cổ ngồi ngồi lết ở ngoài đường á, ngồi bằng cái ghế lụp sập á phải 50.000. Em mới hỏi taxi, nó ủa tại sao kỳ vậy, vậy sao không đi ra ra mấy cái tiệm sạch sẽ mình ngồi mình ăn cho nó sướng. Họ nói là ở phố cổ là như vậy á, tại vì em biết sao, ở phố cổ cái gì nó cũng mắc hết á, ngay cả cái bà bán lề đường bà cũng bán mắc luôn, thì mình ăn ở trong đó mình phải chịu thôi. Còn anh ra khỏi phố cổ á, hả, vừa đâu tiệm đồ đàng hoàng sạch sẽ, người phục vụ đồ đàng hoàng, ăn lại rẻ hơn. Trong khi ngồi dưới này anh biết là người Hà Nội họ cũng hay ăn lề được, ngồi cái ghế thấp thấp anh, thậm chí không có được cái bàn nữa, cầm tô phở sụp sụp vậy mà mắc đổ mẹ luôn. Buồn cười. Thôi em nói thôi, cái kiểu ăn kiểu này tao không thích đâu, cho tao ra ngoài chỗ tiệm đàng hoàng tao ngồi chứ, mà ngồi ngồi xì xào xì xập kiểu này đúng không?
mừng ngộ lắm, ở trong phố cổ nó vậy á, cái giá sinh hoạt nó mắc. Ví dụ như bây giờ em nói anh cái kênh tắm bãi rác nghe cái tên là thấy kỳ rồi, kênh tắm bãi rác là nghe thấy kỳ rồi, nhưng mà đúng thiệt, cạnh bãi rác thiệt luôn, cạnh bãi rác thì làm sao mà sạch sẽ được, nhưng mà 90.000 dĩa bán đắt như tôm tươi. À, ngộ vậy á, không hiểu nổi luôn ha. Nhiều khi không hiểu rồi. Bà đó mát tay, sao á. Ủa, chưa chắc anh mở cơ sở làm ăn một tháng anh kiếm được 1 tỷ, cái bà bán cơm tấm kiếm được 1 tỷ đó. Bán cơm tấm mà nghe người ta yêu thì thôi được rồi, ta khen rồi ngon đó là buồn cười nói chuyện làm ăn. Rồi à, tại vì anh đã like đột xuất vậy, anh lên anh cảm ơn những người mà gửi quà cho anh này nè. Ok rồi, anh, cảm ở ơn đâu? Mọi người của nơi rồi. Ở rồi, đâu anh? Có gì anh qua anh gặp em à, nghe. Rồi. Mấy người gửi quà của anh là ở ngoài Bắc. À, ngoài Bắc không? Bởi vậy họ biết ý người ngoài Bắc á, cho nên là họ rất là trân trọng cái trà. Bởi vì đã quá, trà uống ngon, trà xanh uống ngon. Ok anh. Thôi làm gì làm đi. Rồi ok em, cảm ơn nha. Rồi.